Mến chào quý anh chị, lại là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọt ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu, nằm trong khu dân cư đông đúc luôn ha. Sát với tỉnh lộ 4A nha quý anh chị. 4A bộ 6 đây, khoảng tầm 500m ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Thì hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị một cái lô đất góc hai mặt tiền nha. Nằm trong khu dân cư đông đúc, trường học, chợ, ủy ban khá là gần đây, mà giá khá là mềm quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa hai mặt tiền mà giá chỉ có 1,2 tỷ thôi. Quý anh chị nghe không nhầm đâu ha. Đây, lô đất của mình là ngang là 10m nè. Vào đây ha, ngang 10m, sâu vào trong là 20m. Mình là hai mặt tiền nha quý anh chị. Phía bên hông này có con hẻm nhỏ 2m ha. Hai mặt tiền. Đất của mình là quay về hướng đông nam, cực kỳ mát mẻ nha, mà giá chỉ có 1,2 tỷ thôi. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường nhựa nằm trong khu dân cư đông đúc luôn ha. Bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 4A cho quý chị xem. Thì vị trí của mình cách biển khoảng tầm 5 km cho quý chị. Đi khoảng tầm 6 phút là đến nha, khá là gần. Thì anh chị nào mà tài chính rơi vào tầm 1,2 tỷ muốn mặt tiền đường nhựa ha, thì inbox liền cho em cái lô này, cho mình xây nhà hoặc là mình kinh doanh. Mặt tiền đường nhựa mình có thể làm quán cắt tóc nè, mình kinh doanh nhỏ lẻ được ha, tập quá ha, quán nước mía hay là tiền chợ hàng ngày thì được nha quý chị. Tại vì đường nhựa nằm khu dân cư rồi, sát với tỉnh lộ, đi biển cũng gần quý chị. Mình làm nhà mình nghỉ dưỡng cũng được quý chị ha. Đây ra đây siêu siêu là tới tỉnh lộ 4A rồi quý chị. Tổng diện tích mình là 200m2. Em xin nói lại là ngang 10, sâu vào trong là 20m. Chủ đã lên là 100m thổ cư rồi, xây dựng tự do nha. Giá chỉ có 1,2 tỷ thôi. Hai mặt tiền cực kỳ đẹp, giá cực kỳ hời ở thời điểm hiện tại nha quý chị. Ra đây siêu siêu là tới đây. Ra đây là tỉnh lộ 4A quý chị, vào thị 6 đây ha. Thì đối diện mình xéo xéo đây là trung trạm y tế của thị trấn Đất Đỏ ha. Và lên đây khoảng tầm 500m là trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. Lên vòng xoay Đất Đỏ, tượng đài mẹ Võ Thị Sáu đây luôn ha. Còn hướng này là đi về biển Phước Hải, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận nè. Thì mình cách vị trí biển Phước Hải khoảng tầm 5km thôi ha. Mình đi vào đây, ngay ấp Phước Lợi nè. Rồi để em quay cái sổ và sau quy hoạch xuống mình xem. Đây là cái sơ đồ của mình quý vị ha. Thì chỉ là xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu nè. Tổng diện tích là 199,3m2, mục đích sử dụng là 100m thổ cư ha, còn lại lúa. Mình là hai mặt tiền nha quý chị, một mặt tiền đường nhựa và một đường hẻm đây, ngang 10 sau 20 ha. Để em show quý hạt chúng chị xem. Đất của mình là quay về hướng đông nam, anh chị nào hợp hướng đông nam inbox cho em. Đây quý anh chị, lô đất mình góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn ha, ngang 10 sau 20, tổng diện tích là 199,4m2. Đất ở nông thôn hết luôn nha, phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do. Thì anh chị nào mà quan tâm lô góc này thì bốc viên liền cho em, giá chỉ có 1,2 tỷ thôi, gần biển Phước Hải luôn. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh cho quý anh chị.